và niềm hạnh phúc. Đài gia đình họ nhà ta chúng tôi rất kính mong thưa mời quý quan viên của gia đình họ nhà gái xin được thắp nén nhang lòng để hướng về tổ tiên tri ân đến bậc sinh thành và địa dục. Kính thưa quý quan viên hai họ, con người thì có tổ có tông, như cây có củ, như sông có nguồn. Cây có củi với nhờ cành xanh lá, nước có nguồn với cây lạc sâu sâu. Và chỉ lý do ấy, ba tổ chức chúng tôi rất cần mong quý quan viên hai họ quý bà các đời và hai gia đình cùng đồng cảm với ba tổ chức chúng tôi và yên lặng trong chất lạc để dự kiến xét một quan trọng và thiêng liêng nhất trong buổi lễ phản hôn chiều hôm nay. Và trên sân khấu trang nghiêm nhận lễ từ đại lễ mới là gia đình họ nhà ta chúng tôi xin được hướng về tổ tiên để tri ân để bậc sinh thành qua nhiều với sinh phục cảm ơn gia tiên xin phát được bắt đầu. Phần tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chủ tịch và cô dâu chúng ta cùng hướng đại diện vào thờ gia tiên để ra mắt gia tiên. Kính thưa quý quan viên hai họ, kính thưa quý bà các đồng ngoại, các gia đình, chúng ta cùng người chứng kiến sinh phục quan trọng và thiêng liêng nhất trước buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Mời mời cùng chứng kiến của quý quan viên hai họ chứng kiến cũng hạnh phúc của hai con hai cháu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chủ đề dẫn dắt hải quân vừa chắc bình thường để trao du hoan lên đến trước ngày hạnh phúc trọng đại cho cuộc đời của em. Và đây hoa hồng em tặng cho anh, chân tình ta thầm cho anh nhân duyên. Mong người niềm hạnh phúc qua đây một đời một đời yêu thương để trao lại cho một người chồng của mình và để cùng em sẽ đồng hành trên một niềm hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, trồng cây thì ai cũng muốn cây xanh và đã nuôi con thêm một lớn thì mong thành thân gia, trái con thì mong sao gia đình vượng hiền, vượng cảnh khô thì mong sao cảnh trở được chồng thì trước. Niềm vui hạnh phúc của người làm cha làm mẹ, thì người làm bà thì làm chú là một luôn hướng ánh mắt yêu thương về các con. Và hôm nay trong niềm hạnh phúc được người ấy, chúng tôi xin được trân trọng kính mời để thể hiện sự chân thành của mình. Xin đại diện 12 gia đình vâng đón nhận tình cảm tốt đẹp tốt lễ sinh thành của hai con. Vâng, xin được tất cả mọi người đại diện 2 gia đình xin mời bác của chủ đề. Vâng, bác của chủ đề và chú của cô dâu đón nhận tình cảm của hai con nhưng sự chứng minh hôm nay hai con đã trưởng thành. Tuy nhiên mong rằng luôn đồng hành với niềm hạnh phúc đấy.
xin được trân trọng kính mời 100 năm kế nghĩa cao đầu họ Nguyễn Thái Hồ bắt đầu tham gia. Mình tôi xin được trân trọng kính mời mẹ của chủ tịch và đại diện đến từ gia đình của cô dâu giống như những tình cảm của hai con cho một lễ thành yêu thương này.